Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải muốn giới thiệu đến quý vị và anh chị em một hiện tượng, đó là tượng Đức Mẹ mở mắt rồi lại nhắm mắt. Để quý vị không chờ lâu thì mời quý vị và chị em xem qua những hình ảnh này. Đó, các bạn thấy không? Từ từ cái bức tượng đó, mắt của mẹ mở ra. Đó, mắt của mẹ mở ra. Rồi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Đó, đây là quý vị xem so sánh đối chiếu, một bên thì tượng Đức Mẹ mở mắt và một bên nhắm mắt. Bây giờ các bạn xem lại cái hình ảnh này. Đây là một cái khoảnh khắc của một cái chàng thanh niên. Thì một chút nữa Quang Hải sẽ kể lại cái biến cố này. Đó, Đức Mẹ mở mắt các bạn. Đó, rồi lại nhắm mắt. Wow, quá tuyệt vời các bạn. Đó, mở mắt từ từ, khóe mắt mở mắt ra. Ồ, bây giờ mở hết toàn bộ của mặt rồi. Quá tuyệt vời các bạn. Ồ, rồi lại nhắm mắt. Wow, thực sự đây là một cái hiện tượng quá cái sự hiểu biết của con người các bạn. Làm sao một bức tượng đang trong cái tình trạng là nhắm mắt rồi lại mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Các bạn thấy rõ nữa ha. Như quý vị và anh chị em xem qua một cái hiện tượng, cái đây là cái video được Quang Hải được sưu tầm ở trên mạng, thì Quang Hải muốn giới thiệu đến quý vị và anh chị em. Thì bây giờ Quang Hải sẽ kể lại cái biến cố này, vì sao cái biến cố này được xảy ra, ai đã quay được cái hiện tượng này. Thì vào tối Chủ nhật ngày 18 tháng 9 có một cái chàng trai trẻ 24 tuổi đến từ Ispica. Thì cái anh chàng này là ảnh bị tàn tật và ảnh mới ảnh mang cái máy ảnh mới của mình đến nhà thờ để quay phim cái cuộc rước kiệu. Các bạn biết cái cuộc rước kiệu ở trong nhà thờ đó ha. Thì cái tượng này để cho cái cuộc rước, thì cái chàng trai 24 tuổi ảnh mới đem cái máy ảnh mới của ảnh để đến nhà thờ quay phim. Thì cái ngày hôm đó thì không có thể diễn ra ở xung quanh nhà thờ được, bởi vì có một cái cơn bão đang hoành hành. Thì thế là linh mục giáo xứ Paolo Mansueto đã bắt đầu mới quyết định là rước dọc theo gian giữa trung tâm nhà thờ. Đó, thì các bạn biết là ở ngoài thì mưa gió nên cho nên là cha chánh xứ mới quyết định rước bức tượng Đức Mẹ, rước tượng Đức Mẹ đi giữa gian cung thánh từ ở dưới đi lên. Thì cái chàng trai này, chàng trai tên là Demonico Di Martino, ảnh mới quay cái bức tượng đó. Thì không ngờ khi cái ảnh mới không, ảnh gọi là bất ngờ nữa các bạn, ảnh mới thấy một cái hiện tượng rất là lạ và ảnh mới phóng to ra cái video đó. Thì anh mới thấy được là rằng là bức tượng nhắm mắt lại và sau đó mở ra. Anh dụi mắt vào mình, anh không tin được là có cái điều này có thể xảy ra. Và anh đã cho mọi người, cho những cái anh chị em của mình xem và đã gây cái sự chú ý cho những cái người xung quanh mà anh đã đưa cái đoạn video đó cho mọi người xem. Thì cha linh mục và cha quản sứ là không có nghe. Tức là thấy cái mọi người đang có một cái gọi là không có trật tự, thì thế là mời mọi người tiếp tục cái cuộc rước kiệu đó, cái buổi phụng vụ đó. Thì sau cái buổi lễ đó thì anh chàng trai tên là Domenico đã nói với linh mục rằng là anh đã thấy cái hiện tượng đó trên camera và anh đã đưa cái video đó cho linh mục. Và kể từ đó thì các bạn xem đó, cái video đó hiện đã đưa lên trên mạng và đã thu hút rất nhiều người xem cái hiện tượng lạ đó. Thì tất nhiên là khi một hiện tượng nào đó xảy ra thì là một cái hiện tượng lạ nào xảy ra thì không có
bắt buộc mọi người phải tin hay là không tin hay như thế nào đó, đây chỉ là một cái hiện tượng, một cái dấu chỉ, Đức Mẹ làm cho mọi người thấy rõ rằng là Đức Mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta, và Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với con cái của mình qua những cái hiện tượng này hay hiện tượng kia. Như quý vị và anh chị em cũng đã biết, Đức Mẹ không chỉ làm ở nơi này nơi kia, chẳng hạn như Đức Mẹ ở làm ở Việt Nam nè, Đức Mẹ cũng đã hiện ra Đức Mẹ La Vang nè, Đức Mẹ Tà Bao, rồi ngay cả cái bức tranh hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở La Mã Bến Tre, rồi Đức Mẹ Trà Kiệu ở nhiều nơi, ở Đức Mẹ đã hiện ra ở Việt Nam rồi, cũng như những cái dấu chỉ đó để nói lên là Đức Mẹ luôn bên cạnh chúng ta. Đó là cái thông tin mà Quang Hải muốn giới thiệu đến quý vị và anh chị em. Những cái điều đó thì nó củng cố thêm một chút gì đó là mà xác tín của chúng ta trong việc chúng ta yêu mến Đức Mẹ. Quang Hải xin chân thành cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian theo dõi kênh của mình, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình. Xin chân thành và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp.